đó chị nằm chị thấy bả ngồi vậy mà không phải cái kiểu mà ngồi đứng, mà cái kiểu đang nằm dưới là bắt đầu tự nhiên nguyên cái xương cốt của bả đó khi bả lên mà tóc thì bạc trắng mà bới vậy nè. Nhìn thấy bả là chị nhớ tới Bạch Cúc Tinh liền á. Cái bộ xương không à. Trong phim không ấy đó, trong phim Tây Du Ký y gan vậy đó. Cái bả bước vô nhà, bả đi vô nhà chị, bả kêu trả chỗ cho tao, mà tự nhiên ở trong nhà cái dế là thấy hai mẹ con đang ngủ mà con bé nó có chút xíu à. Cái gió ở đâu trong nhà lùa đó. Lùa ra quá trời luôn, bả vịn cái cây cột rồi cái người bả coi như con tên. Cũng như bả vịn bả đi vô á, mà gió thổi á. Có giống là bả yếu quá, bả vịn cây rồi bả đi vô nhà. Gió nó thổi ra, bả đi vô không được, bả vịn cây bả đi vô mà nó bả coi là như con tôm vậy đó. Mình nhìn thấy nguyên là cái bộ cốt, cái bộ xương là bộ xương biết đi, bộ xương biết đi. Cái chứ nó trời ơi con đâu có lấy chiếm chỗ của bà đâu à, con hỏi chú xây rồi con ở đỡ chừng nào ban cần con trả. Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại bây giờ thì mình đang có mặt tại một cái khu vực nghĩa địa ở miền Tây các bạn. Thì khi đi qua đây thì mình được có một bạn ở khu vực này có giới thiệu cho mình được biết về hoàn cảnh có một ông lão sống ở trong một cái nghĩa địa này các bạn. Thì theo như một bạn ở đây chia sẻ cho mình biết thì ông lão này thì lúc trước là sống ở trong cái nghĩa địa này cùng với một người con. Nhưng mà người con của ông thì không hiểu lý do vì sao thì buồn cái chuyện mà ông ấy hay la mắng la rầy, cho nên là người con mới quyên sinh. Và do buồn vì con mất cho nên ông lão này mới khóc nhiều quá và trở nên bị mù lòa. Khi mà đi vô đây thì mình nhìn thấy có một bức tượng nhìn khá là nhìn có vẻ rùng rợn các bạn. Đây giống như là một cái đầu ha. Đây là một cái bức tượng bán thần của một vị nào đó mất. Thổ Thần. Bức tượng của ông Thổ Thần các bạn nhìn này. Đây là một cái bức tượng của ông Thổ Thần. Thì đây là một nghĩa trang của người Hoa. Nghĩa trang này có tên là trước kia ta gọi là Ngũ Ban, nhưng sau này bây giờ là người ta gọi là Bổn Ban. Nghĩa trang này dành cho tất cả mọi dân tộc đều chôn ở đây, chứ không phải là riêng người Hoa không. Thì xung quanh cái nghĩa trang này có rất là nhiều những cái người dân họ len lỏi họ sống trong đây, có nhiều hoàn cảnh rất là đặc biệt. Thì Hậu xin chào tất cả mọi người của kênh Tiếng Sài Gòn ha, với lại anh Huỳnh Phú Channel. Nay về Vĩnh Long thì mình được hân hạnh dắt mấy anh đi đến đây để tham quan cũng như là tìm hiểu về cuộc sống của bà con nơi đây. Mời mọi người có thể dừng ở đây mình ha. Bây giờ mình vào thăm các ông chú mà sống ở trong cái nghĩa địa này luôn các bạn. Phải len lỏi qua khá là nhiều những cái ngôi mộ. Như các bạn thấy thì ở trong khu vực này thì đến cả hàng nghìn ngôi mộ. Mà để mà đi vô được chỗ ông cụ thì như các bạn nhìn thấy là phải đi này. Mình phải len lỏi vào các cái bụi cây, các cái đám cây và đi qua rất chi là nhiều những cái ngôi mộ thì mới vô được chỗ ông cụ. Trong đây thì cây cối nó mọc cũng khá là tùm các bạn. Đây là em thấy những cái dây leo nó bám ở trên cái mộ luôn. Không hiểu là ông cụ làm sao lại đi sống ở trong đây các bạn. Cái khu vực ông sống thì ông làm cỏ có vẻ cũng khá là sạch này. Này, như các bạn nhìn thấy thì đây là cái nơi ông cụ đang sinh sống ở trong này. Mà, chỗ này theo như mình nhìn thấy thì đây là cái mộ này. Đây là những cái u này là cái mộ này. Những cái u bên này cũng là mộ này các bạn. Mã lạng á. Giờ vào đây mình cũng không còn được cái phương hướng. Như các bạn nhìn thấy thì xung quanh những cái ngôi mộ này thì được tận dụng để trồng những cái dàn mướp, vũ hoa hay là trồng những cái cây ăn trái xung quanh len lỏi trong này để giống kiểu là có cái để ăn á. Giờ mình phải đi sâu vào trong đây nữa thì mới tìm thấy cái nhà của ông. Ủa ông đấy hả? À, bên kia nữa hả? Là đi, giờ mình đi đường nào? Luôn các bạn. Giờ mình sẽ vô tìm ông cụ này. Là ở đây ngày xưa có người treo cổ luôn á hả? Treo cổ chết trong cái chòi luôn. Chết trong cái chòi luôn. À, cái chòi cũng nằm đây. À. Cái mộ này luôn. Cái chòi cái trước là nằm trong cái mộ này luôn. Ừ. À. Treo cổ trong cái chòi đó luôn. Ừ. Rồi thì bây giờ vào nhông chú cái đi. Ở đây có một cái ngôi mộ của chị Bích. Chị Bích là bị tai nạn giao thông mất ở thành phố Bình Long, mất năm 1980-81 rồi đó. À. Thì ngôi mộ này trước kia đó là chú Giang cũng sống trong đây. À. Nhưng mà cái đêm đầu tiên mà dọn về đây sống thì cái cô đó có hiện ra. À. Thì ông Giang ông mới dọn cỏ cho sạch, ông mới phát hiện ra cái mặt này giống quá, trong cái mộ bia giống cái người tối quá. À. Đó thì mới phát hiện ra. À. Trong cái ngôi khu mộ này cũng có nhiều những câu chuyện mà ly kỳ ha. Dưới chân của có cái mộ á. Đâu em? Ồ, anh đang vừa dẫm lên cái mộ đó. Này là mộ luôn anh. Ừ. Chung là vào trong này nếu mà đi không để ý là sẽ dẫm lên trong cả mộ luôn á, chứ không phải là bình thường đâu. À, cái nhà của ông này. Ồ, cái nhà. Như các bạn nhìn thấy thì cái nhà của ông cụ này nằm kế bên là mộ luôn, trước cửa là cái mộ luôn. Này, chỗ này là theo như mình nhìn thấy là đây là một cái bia mộ đúng không các bạn? Nhưng mà ở trong cái đó là cỏ thì nó bằng lì rồi. Nếu không cẩn thận là sẽ dẫm lên cái mộ này luôn. Đây cái nhà của ông cụ này các bạn. Đó, để đi vô nhà ông cụ, nhưng mà kế bên đây thì có hai cái mộ luôn. Chỗ đây là cái mộ mà người ta lấy cốt rồi này. Cái nhà mà nằm trong nghĩa địa này ta. Chào cô. Trời ơi, mồ này. Đi đường nào ta? Xung quanh nhà toàn nó mồ. Đây cũng là cái mộ. Đi đường nào vô ta? Nó không có. Đi qua thôi, đi qua. Hết hồn. Hết hồn. Đi. Nó hết hồn, nó hết hồn. Ông trước ông ở đây hả? Thế Trăng ở mấy ai dưới đấy cô? Ông đi làm cái gì hả thế? Đi bán lắm, dễ này lắm. Nó có cái phía có lỗ mình đút cho mình rút ra cái nó tét hết. Tôi không quen. Ông cụ ở đây là ông mới về Sóc Trăng lâu chưa chị? Mới về hôm qua. Mới về hôm qua thôi. Là ông năm nay bao nhiêu tuổi ta? Ông tuổi Tức năm nay nhiều ta. 60 mấy á. 60 mấy tuổi. À, ở trong giấy thì tuổi Hợi nhưng mà ở ngoài ông tuổi Tức. Dạ. Còn ủa là chị là cái gì của ông ấy? Dạ. Là vợ của ông á. Vợ thứ ba. Vợ thứ ba á hả? À, ông 60 mấy tuổi mà cô là vợ thứ ba của ông. Rồi ông về cô ở đây một mình, không cô không sợ hả? Tại có gì đâu sợ, ở đây mười mấy năm mình sợ gì. Mười mấy năm rồi. Lúc trước ở đây là nó có chút xíu rồi tới người ta lấy cốt lên đó là bắt đầu mình trống của mình dọn thêm. Ừ, mình dọn thêm lần. Trời. Vậy là trước cửa là mộ này, sau nhà cũng là mộ, con nghĩ trong cái nền này có khả năng cũng ngày xưa cũng là mộ này. Móc lên rồi. Đó, có nghĩa là ngày xưa là mộ nhưng mà giờ móc lên rồi. Hồi đó lúc mà cắt là nó chỉ có bề ngang 2,5 mét thôi, bề dài 2,5 mét nó vuông dứt như vậy thôi. Chị tên gì chị? Tâm. Chị năm nay bao nhiêu rồi? 51. Ông 63 là ông hơn là mười mấy tuổi hả? Ông 64, 65 gì rồi. 64, 65 à. Tức mà. Nhưng mà là bà thứ ba. Bà thứ ba của ông. Ông chắc đẹp trai lắm à. Hiền lắm, nhìn mặt tôi nghịch. Đúng không chị? Mắt ông bị mù hết con. Đẹp con mà đẹp ai biết đâu. Ai biết. Cô còn trẻ mà cô nhìn. Tại cái duyên hả chị? Rồi, sống với ổng cũng 21 năm rồi. 21 năm rồi, còn mấy bà kia đâu? Thì ổng thôi. Thôi. Bà nào ông cũng sống có 12 năm mà. À. Tới đây sao ông quất 21 năm. Có nghĩa là hai bà trước là ông cụ này ông sống là mỗi cái bà là chỉ 12 năm là ông bỏ thôi. Nhưng mà tới gặp cô là người thứ ba là cô sống 20 mấy năm. 21 à. Năm 21 năm hả? Ờ. Biết. Sống giọng cũng đâu có đứa con chung nào đâu mà làm như duyên nợ hay gì á. Là có nghĩa là do duyên nợ thôi chứ không có con luôn hả? Không, tại vì không biết sao tới ổng là không có sanh. Ủa nhưng mà cho em hỏi xăm một chút là chị là ông cụ này là chồng đầu tiên của chị hay là sao? Không. Hay là chị cũng chỉ có một đứa con rồi. À chị có một đứa con rồi. Dạ. Rồi con thì chắc lớn rồi hả chị ha? Nó 23 tuổi rồi. Nó là 2001. Chị mà nhảy Cầu Cần Thơ mà là con đi với chú Hưng. Không có ổng, con của bà sao? À. Nếu vậy là chú là ba đời vợ thì chắc chắn là chú phải có mấy người con rồi chứ. Lớn ba đứa. Lớn ba đứa. Ừ, bà sau thì hai đứa. Sau hai đứa là 5. Còn mỗi chị là không có thôi. Không. Nhưng mà cái lý do vì sao mà đứa con của ông lại nhảy cầu? Không biết, tại vì lúc đó ổng ở đây rồi thành ra không biết dưới nó buồn gì thì không biết. Là con gái rồi. Dạ. Rồi. Con gái mà nó như con trai vậy đó. À, con gái mà như con trai. Dạ, đúng rồi. Có ngày chú từ kể đi nghiệp. Không buồn không biết thì sao mà làm vậy không? Có nghĩa là do một là do buồn về chuyện tình cảm, hai nữa là chắc là do cha la rầy ấy, đúng không? Đâu có, trời ông cưng nó còn hơn gì nữa. À. Ông có nói còn là đôi khi ông giận ông la nó. Nghĩ dạy dọc quá. Theo không phải là ông la đâu mà cũng khả năng là do nó buồn về cái chuyện tình cảm ở ngoài đường á. Nó chuẩn bị đi Mỹ mà lúc đó là giấy tờ nó xong hết trơn rồi, nó chuẩn bị là bay thôi. À. Mà không biết chuyện gì của nó nữa. Vậy là có người giữ lại. Lên Cầu Cần Thơ nó hút hết một gói dép này, nghe người ta nói là vậy đó. À. Chứ lúc đó ông đang làm ở dưới, cũng làm dưới, ông lái xe cút dưới á. À. Rồi chị lúc đó chị bán ở ngoài đường, làm mướn mặt bằng bán ngoài á. Cái tự nhiên bà điện lên, bà nói là Ngọc chết. À. Cái xong cái chị mới chửi bà nói trời ơi, chị nói bậy bạ trời, tự nhiên nói Ngọc con canh. Nghe độc ngột quá hả? À, cái xong cái bà nói trời ơi gùm beng hết trơn rồi kìa, ở Cầu Cần Thơ đó. À. Mày không tin thì mày đi qua. Xong nói điện cho ổng, điện hoài điện ổng không bắt máy. À. Thì lúc đó là ổng bối rối quá, ổng đi nghe nói rồi ổng đi nhận xác, ổng bỏ cái điện thoại lại. À. Rồi xong cái con dâu của vợ ổng á, tại vì mẹ của con bé này là có một đời chồng trước có 3 đứa con. À. Rồi xong con dâu của bà nó mới bắt máy, nó nói gì ơi cậu đi nhận xác bé Ngọc rồi. À. Lúc đó là mình mới biết là thiệt đó. Là bé đó năm lúc mà mất là mới 20 mấy tuổi hả? 27 tuổi. Ừ. Trong nhà có hình cái gì? À, thôi được rồi. Chút vô đốt nhang. Sao mà tự nhiên suy nghĩ gì nó hơi dại dột quá. Ổng chới giới luôn, không biết chuyện gì luôn. Dạ. Rồi chị cho em hỏi là chú về là chú có lên nữa không? Lên chứ. Ừ. Về ổng lên đó. Vậy là về chắc có việc gì đó thôi đúng không? Thì sáng thì coi đi công chuyện sẵn ghé đốt nhang thăm mộ của em. Ổng bệnh em rể thứ 5 á, ổng thứ 4, em thứ 5 nó bị tai biến gì đó. Rồi hổm gầy cũng là tính đi về thăm rồi mà tại vì mắc ngủ giữ quán cho người ta đó. Là chị ở chung với chú ở đây là 20 mấy năm rồi, đúng không? Về ở chỗ này khoảng 10 mấy năm mà còn hồi lúc mới đầu vô là hai đứa đi công trình thôi. À. Sống theo công trình. Sống theo công trình. Nếu vậy là theo như con đoán là chú ngày xưa đi làm công trình xong quen cô. Làm ở công nghiệp Hòa Phú rồi cũng... à, đúng không cô, đúng không chị? Ngày xưa là cháu nghe chú đi làm công trình. Xong đó là chú xong là chú mới quen cô. Xong là hai người mới quen nhau xong đó đi làm công trình đúng không? Đến nhau từ lúc nào. Năm 2001 thì sanh nhỏ con gái nó tới được 13 tháng là gặp ổng tới giờ đó. À. Mới 13 tháng mà chồng bỏ hay sao? Tại vì bỏ chồng hồi lúc mà còn chưa có sanh em bé nữa. À, coi là lúc đang có bầu rồi đã bỏ rồi đúng không? Xong bắt đầu là tại vì nói chung là cũng bị trong đó cũng có vợ rồi. mà ổng nói ổng thâu chợ rồi. À. Rồi ổng có hai đứa con trai nhà ổng cứ ở cái Cần Long á. Trà Vinh. Ờ, Cần Long Trà Vinh nó ngay cung Mỹ Quê á. Ừ. Rồi chị em vợ của ổng đều nói là với mình là ổng thâu vợ rồi. À. Rồi tới ngày mà ổng quen với ổng được mấy năm mới có em bé đó. Yeah. Được 2 tháng cái mới phát hiện ra là chỉ có ly thân thôi. À. Chứ không có ly dị. À. Em cũng mới có 28, 29 tuổi đầu giờ cũng nói chung là ngu chứ không phải như nít bây giờ. Giờ cũng ngu lắm. Xong rồi mới nói mẹ bà mình ổng chưa có ly dị vợ ổng rồi đây lỡ người ta đánh ghen chết mình nữa. À. Cái mới chia tay ổng. À. Chia tay ổng lên nhà hoài à. À. Lên nhà cha ba mẹ hoài. À. Chỉ còn cách là nói là phá thai rồi mới ổng mới không lên. À. Ổng không lên nữa. Khổ gì? Ừ, cái tới ngày mà sanh gần sanh bé đâu có tiền đâu, hồi đó khổ lắm. Dạ. Đi kiếm ổng. Đi kiếm xin tiền đẻ chứ không gì chứ. Đúng gặp ổng rồi cái vợ mấy phải vợ ổng mà mấy em mấy chị vợ của ổng là em vợ của ổng là nhìn thấy hết hồn. Mà điều ai cũng thương mình chứ, ai cũng giấu mình rồi phe về phe của ổng không, rồi thành ra mình cứ tin là thiệt. À. Đó vậy là sanh ra một đứa con thôi. Dòng đó không gạt dòng. Vậy là tính ra là chị cũng không có cưới luôn đúng không? Không. Ông sau này cũng không cưới luôn. À. Vậy là do là ông ấy có vợ rồi, ông mới ly thân nhưng mà ông ấy nói là ông ly dị rồi, bắt đầu chị mới tin rồi bắt đầu là ở với ông ấy thì mới có một đứa con. Ừ. Con bây giờ là 23 tuổi, con trai hay gái chị? Gái. Gái hả? Trời ơi, chị em vợ không ai cũng đều nói vậy nên mình mới tin là ly dị. À. Ai về đâu tới mình ai mang em bé được 3 tháng, 2 tháng mấy 3 tháng. Lúc đấy là mới có 20 mấy tuổi thôi. 28 tuổi. Ừ. Gần bước qua 29 thì lúc sanh bé là 29 tuổi đó. À. Sanh nó 2001 đó. Ừ. Cho em hỏi thăm một chút, mình ở trên cái đất của nghĩa địa này lúc mà chị mới về chị có sợ không? Mới đầu thì sợ, nhát hoài chứ gì. Nhát hoài luôn hả? Bị nhát hoài chứ gì. Nhát sao chị? Sợ lắm. Nhát sao chị? Hồi đó cái trời có chút xíu à. Cái bằng cách bằng cái chàm á, cột chàm á, chàm nhỏ nhỏ à. Chòi tạm ấy. Ừ, rồi kia còn cái chòi. Ngày xưa là chỗ này là cái chòi, lúc đấy mới về là cái chòi. Bãi gác không? Bãi gác. Bãi gác. Rồi mới hốt cái bãi gác đó đi. À. Hốt cái bãi gác đó đi mới cất lên ở. Nói chung là cũng có nhà cửa đàng hoàng chứ không phải không có, nhưng mà ở chung với ba mẹ đó cho nên là ba mẹ khó quá đi, với mình cũng đi tùm lum hết trơn, đi công trình tùm lum hết trơn. Ừ. Rồi thôi ra một cái ở cho nó thoải mái. Dạ. Có chút xíu mà rồi mới gặp chú là ra đây cất cái không, gặp là đi công trình, gặp ổng là hai người đi công trình lâu dữ lắm. Ừ. Rồi cái lúc mà đầu tiên, cái đêm đầu tiên mà chị về đây chị ở đó là lúc đó là đã có nhà chưa? Nhà hả? Ừ. Có cái chòi chưa? Chưa, đó là cái bãi rác chị hốt đi. À, có nghĩa là lúc đó là mới về đây là cái chỗ này là cái bãi rác rồi mình hốt đi. Ừ. Rồi là cái đêm đầu tiên chị ngủ đây chị cứ gặp cái chuyện gì không? Không. Qua mấy ngủ cả sáng trời mới thấy. Ừ. Là thấy chuyện gì chị? Thấy bà lão mà ở cái mã bể đó. Sát chỗ ngủ luôn. Ở cái mã bể đó thấy không? Cái mã ngay kế bên hông mà nó bị bể một giống người ta lấy cốt rồi đúng không hay là? À, không có lấy, cái mã đó là mấy chục năm rồi. Ồ. Tại vì cái con của bác Xu là nhà lúc trước anh ở đây mà. Dạ. Anh kể là anh sống từ nhỏ, anh đó ảnh năm nay anh cũng 60 rồi, 60 mấy gì rồi. Dạ. Anh nói là từ hồi anh từ nhỏ tới lớn là anh chưa thấy ai lại mà thăm hiến cái mã này cho anh. À. Nhiều khi là thân nhân người ta đi xứ xa hay là đâu rồi đó. Dạ. Không có lại viếng. Ừ. Thì đêm đó chị nằm chị thấy bả ngồi vậy mà không phải cái kiểu mà ngồi đứng, mà cái kiểu đang nằm dưới là bắt đầu tự nhiên nguyên cái xương cốt của bả đó khi bả lên mà tóc thì bạc trắng mà bới vậy nè. À. Nhìn thấy bả là chị nhớ tới Bạch Cúc Tinh liền á. Ừ. Cái bộ xương không à. À. Trong phim không ấy đó, trong phim Tây Du Ký à, y gan vậy đó. Ừ. Cái bà bước vô nhà, bà đi vô nhà chị, bà kêu trả chỗ cho tao, mà tự nhiên ở trong nhà cái giếng thấy hai mẹ con đang ngủ mà con bé nó có chút xíu à. Ừ. Cái gió đâu trong nhà lùa đó. À. lùa ra quá trời luôn. Bà Vĩnh cái cây cột là cái người bà coi như con tôm à. Cũng như bà Vĩnh bà đi vô á, bà gió nó thổi á. Có giống là bà yếu quá, bà viết cây rồi bà đi vô trong nhà gió nó thổi ra, bà đi vô không được, bà Vĩnh cây bà đi vô mà nó bà co là như con tôm vậy đó à. Mình nhìn thấy nguyên là cái bộ cốt, cái bộ xương là bộ xương biết đi rồi. Bộ xương biết đi à. Cái chứ nó trời ơi con đâu có lấy chiếm chỗ của bà đâu à. Con hỏi chú xây rồi con ở đỡ chừng nào ban cần con trả. Cho nên năm bao mà giết hôn lắm nha à. Tại nó cũng cam kết với ông trưởng ban này vậy đó à. Lúc mới cất lên nó là người ta công an người ta vô với ban vô người ta đâu có cho cất à. Người ta sợ mình ở rồi mai mốt mình đòi bồi thường giống như mấy nhà kia người ta ở lâu năm rồi còn mình mới về cái mới nói trời chú mới ra làm giấy cam kết rồi nói chú ơi con là đi công trình mà cũng có đem về mình cất à. Cái lấy cái miếng cao su bở công trình đó mình đem về mình lợp lên dạ. Mình lợp vừa dừng dắt luôn á chỉ có cột rồi mua chàm thôi chứ ngoài ra là mình làm được cái gì đắp vô nguyên một miếng bạc mình ở trên công. Rồi chị nói vậy là cái bà cu đấy là bà ấy có cho ở không, bà nói gì không? Không, cái nói vậy đó, cái bà đến Thịnh à, xong cái bà cứ một hai bà nói trả chỗ giật mình dậy à. Giật mình thức dậy cái sợ quá trời luôn. Sợ quá trời, sáng mới kể cho người ta nghe kể sớm rồi nè có cái chị kia giờ chị mất rồi. Chị nói chị mời á mày 12 giờ trưa á mày mua con cá lóc á à. Mày làm mâm cơm lấy cái đầu với cái đuôi con nhỏ thôi nấu miếng ăn chua chứ còn cái mình nó khô khô đem ra đó cúng bà làm y như lời bà đó nói vậy đó nha à. Là không bao giờ nhìn thấy bà đó nữa à, từ đó cho đi không thấy nữa cái sau gặp một con bé nữa một con bé kia có cái chòi mà Trần Giả ở đó con bé mà ở cái mộ bia mà chị Bích đấy không? Không có biết tên mà cái mộ bia mà trắng đen mà tóc ngang ngang này nè à. Chị đã bị tai nạn giao thông theo kiểu ngày xưa đó nha, bận áo dài kiểu ngày xưa đó nha à, học sinh mà đúng rồi đúng rồi chắc 13 tuổi đúng rồi cái chị ghê lắm á có thì mình chỉ cái tại vì cái nhà chị nhỏ cho nên cái giường nằm ngay cái cửa mà nó thấp trũng rồi cho nên cái mùng của mình á là nó đụng cái nóc nhà luôn dạ. Rồi cái bóng đèn nó xài cái bóng đèn 3 tấc á để trên nóc mùng á. Rồi dưới đầu giường á là cái tivi à. Cái ngủ để cái điện thoại với cái đầu mót này nè, lỡ nó có cúp điện thì mình cầm được cái điện thoại à. Mà chị ngủ là chị để đèn nhưng mà tắt đèn là chị ngủ không được yeah. Mà đang ngủ tự nhiên bóng đèn tắt là giật mình liền mở mắt ra mở không được à. Mở mắt không được mà cái cảm giác của mình nhìn thấy cái nút tivi nó còn đỏ à. Là nó có điện chứ không phải là cúp điện mình còn nhận thức được à, là tỉnh rồi nhưng mà con mắt mở không ra thôi cái nó nói tôi cúp điện bà tôi mới vô nhà bà à. Nói vậy luôn nha cái nói vậy mà cho tao số để tao khổ quá ông mới tao kêu ông Khanh thức dậy à thì ông Khanh nằm bên đó mà khiều không được à. Là biết ổng nhưng là mình biết gặp ma luôn rồi đó nhưng mà khiều ổng là khiều không được cái tay đâu có quơ lên được đâu khiều à. Cái đó nói tôi đọc mà bà nhớ được thì bà nhớ mà không nhớ được thôi nó đọc lẹ quá cái mới nói nó mày đọc cái gì sao tao nhớ kịp mới gượt nó chạy nó bận áo dài trắng nha à. Tóc ngang đây nè nó chạy mà nó chỉ giỡn nó cười thôi chứ nó không có làm gì mình chạy vòng ra đằng sau có cái cục điện bên hông đó phải không đường này đi ra có cục điện này là nó tắt bom đó à mất tiêu một cái nhà không cần giả là nó ở cái chỗ này, mất tiêu luôn là sau lưng nhà chỉ có cái cục điện á ngàn chỉ ra cái một đó cái xong cái nó mất tiêu luôn cái mới kêu anh Khanh anh thức dậy nói vậy mà nổi ốc cục xe dựng gáy hết trơn là anh Thành mà chưa mở mắt chưa nổi da gà là anh Thành anh thức vậy anh mở điện lên coi ông nói cúp điện rồi ông là không có cúp điện hồi đó xài là xài cái công tắc á à. Cái công tắc điện rồi gắn thẳng vô cái đèn nè nhìn da gà chị nổi hết lên mở con mắt ra được cái chị nói cái tivi nó còn đèn là nó không có cúp điện ông chỉ cần ông đụng vô cái bóng đèn là nó cháy tại vì chị nghiêng về tâm linh lắm tin dữ lắm à. Cái ông dựa đứng lên là đứng cũng đâu có thẳng đâu là nó đụng cái nắp mụn rồi tại à. Vậy tại vì cái nhà thấp mà trời nhỏ ừ, ông chưa kịp đụng vô cái bóng đèn nữa là điện nó bật lên sáng giới lên à. À. Lúc đó chị mới tỉnh đấy đúng không đã tỉnh rồi nhưng mà chỉ là con mắt mở không ra thôi à. Cái mới nói ổng mở mắt ra ổng nói cúp điện rồi em ơi nó không có cúp điện tôi nhắm mắt mà tôi còn nhìn thấy được cái tivi mà nó còn cái nút đỏ gọi là giống kiểu cứ đúng không? Không, chị nhắm mắt cỡ nào với giác quan của chị cũng nhìn thấy cái bóng ở ngoài nó trơn á. À. Thiệt á. Tỉnh rồi nhưng cái dế còn mơ mơ. À. Rồi chị có nhớ cái số để chị đánh không? Không. Không nhớ luôn hả? Nó đọc cái gì một dãy một cái kiểu nó chọc mình á, giỡn đó. Xong cái tới sợ ma, sợ hỏi. Xong cái đâu cỡ chừng tháng mấy 2 tháng gì đó, cái mấy người ở đâu người ta cầu cơ cái thằng mà chết 24 tuổi đó. Cái lúc đó cái chị rồi mới ở xóm nhau sớm này đi ra ngoài chòi Trần Giả đó, ăn nhậu ở ngoài đó đó. Chị xóm viện này ra ngồi coi người ta cầu cơ đó. Xong người ta cầu cơ về cái bắt đầu mới kể vụ ma ma. Cái chị mới kể con nhỏ đó đó. Ông Trần Giả ông nắm tay mới ra chị đừng thấy nhỏ này không? Chà chà tôi thấy nó bỏ chạy về một nước luôn. Có nghĩa là thấy đúng y chang luôn đúng không? Y chang nó luôn. Mà đâu phải là cái mộ bia nó đâu phải tới đời giờ là không dám nhìn luôn á. Như là cái mộ bia nó đâu có phải là mà cái gì khi bằng men hay đá gì đâu không? Như thạch cao hồi xưa đó, xi măng vậy đó. Xi măng á. Xi măng nhưng mà nó loại trắng đen xưa. Mà hình trắng đen mình vậy mà làm sao mà in vô trống luôn vậy? Hay vậy? Chị đó là lớn hơn em tuổi nhưng mà đúng ra đó là mình kêu học sinh ngày xưa đi. Nói chung lúc mất là mới có 10 mấy tuổi thôi, 13 tuổi thôi. 13 đâu, nhưng mà lúc mà chị 11 có 13 vậy đó. Chị thấy là dáng thiếu nữ rồi nha. Thì 10 mấy tuổi là cũng là thiếu nữ rồi. Chị thấy là thiếu nữ rồi đó. Bây giờ là lớn rồi. Em Trần Giả nói cái mộ chị Bích đó là tên Bích hả? Dạ, tên Bích. Giờ còn ngoài đó. Rồi từ hồi đó đến giờ chị có gặp lại lần nữa không? Không. Cái tấm hình đẹp lắm. Đúng rồi. Vô là mình thấy ấn tượng tấm hình liền nhưng mà con cái là rất là linh. Trong cái này mình chỉ. Rồi ông Trần Giả nói này nè. Trời lúc anh mới cắt cái chòi lên nó cũng nó dễ giỡn anh hoài à. Giống kiểu buồn không có ai chơi cho nó là mới giỡn với mọi người xung quanh thôi đúng không? Còn đồng trinh nữa mà chết kiểu như. Theo mà trong cái giấc chim bao mà chị thấy cái cô đó ha, là có khoảng 17, 16, 17 tuổi gì đó là học sinh đó. Bận áo dài màu trắng nữa. Áo dài màu trắng mà. Nghe mà dẫn ra gà luôn. Mà nếu mà chị sợ ma thì chỗ đâu ở? Tính ra mình cũng nể phục những người sống ở đây. Tại vì lúc đầu nói chung là nói không sợ là cũng không có đúng, sợ dữ lắm, sợ luôn nhưng mà cùng đường này ha. Mình không có chỗ ở cho nên mới phải ở thôi đúng không? Mình phải ở thôi. Thấy thương mấy người gì. Rồi còn thấy 2 lần vậy đó. Thấy 2 lần luôn. Lần thứ 2 là sao? 1 lần bà cụ với 1 lần cô đó. Rồi còn thấy lần nào nữa không chị? Không. Nghe mà thứ nhất là nghe vừa hấp dẫn là cái thứ nhất, vừa sau là 2. Chỗ em từ ngủ là cách cái mộ bà cụ hình như là chưa được mấy. Đây này để chỉ cho mọi người coi cái chỗ mà cái giường ngủ và cái mộ bị bể của bà cụ đúng không? Đây này chỉ cho mọi người coi. Để cho em đi vào trong này xíu nha. Cái vách đó là cái vách nằm ngay đó thì cái mộ nằm bên hông đó. Xác luôn. Đây này các bạn, như các bạn nhìn thấy thì đây là cái giường ngủ của cô chú này. Đó, rồi đi vòng qua đây là bên hông chỗ đó là có cái mộ bể nãy mà mình cứ nghĩ là cái mộ này là giống như kiểu là người ta bốc cốt rồi nhưng không phải các bạn. Đây này. Ra bên hông thì đây là một cái 2 cái ngôi mộ. Và cái ngôi mộ mà cô nói về cái bà cụ đây này là cái mộ này mà không hiểu lý do vì sao bị bể như thế này các bạn. Và ở trên thì lại có một cái lu nước này. Đó. Đây thì cô nói là cái mộ của bà cụ này vào để giống kiểu đuổi cô chú đi này. Cái bia đá bằng chữ Hoa cho nên mình cũng không đọc được các bạn. Cái mộ này là đang còn nguyên nha, chứ không phải là bị bốc rồi nha. Từ nãy thì mình nhìn mình tưởng nó bốc rồi cơ. Thì nó nằm sát vách với cái chân giường. Đây là cái chỗ này là cái giường này các bạn. Cái giường của cô chú ngủ. Mà bên xung quanh đây thì là toàn mồ mả không. Đấy, như các bạn nhìn thấy thì xung quanh này toàn có là mồ mả không. Cái mộ của thiếu nữ kia thì nó nằm lùi ra ngoài chỗ kia một chút xíu. Thực sự là làm cho mình khá là tò mò nhưng nghe thì cũng nổi da gà luôn các bạn. Trong khi đó thì cái căn nhà nằm lọt tỏm trong cái nghĩa địa luôn. Con của cô ha. Thắp nhang cho em thắp nhang cho chị. Sao tự nhiên lại suy nghĩ nữa nha. Nó còn lên cái kiểu này nữa nè. Nó chết đó mà. Nó chết xong mà được những cái nhà chị không biết không. Cái nó đi về, nó về nó cho cái bà mà người làm á, người làm nhà của anh đó đó. Hay là nói bà thấy nó về. Cái nó kêu là nó kêu đóng cho nó chiếc tàu. Đóng cho nó chiếc tàu chở mà chiếc tàu nó chở 30 người. Tại vì hồi đó lúc mà trước khi nó đi là nó nói nó xin ở lại 1 tháng qua Tết nó mới đi, là nó đi du lịch với bạn nó. Kêu bạn nó mua chiếc xe du lịch ra cho nó chở bạn nó đi du lịch hết đồng lòng nước rồi nó mới đi Mỹ. Rồi khoảng lại 1 tháng mà nó chưa được đi du lịch với bạn đó thì nó đã chết rồi. Cái nghe nói là nó về nó kêu là đóng cho nó một cái chiếc tàu mà chở 30 đứa bạn đó, thế còn 30 con cá bông. Trong cái đâu có ai mà biết cái ông đó là đóng tàu ở đâu đâu. Đến chừng cha ra mới hay được là ông đó đâu Cần Thơ á. Chuyên gia ông đóng mấy cái tàu nhỏ nhỏ mà để người ta thả cho mấy người chết. Cái đó gọi là tàu chuyên trong bó giả vậy đó. Tàu tống con, tàu tống không? Trong đây gọi là tàu tống. Tống quái à? Tống như cái xui xẻo như cái bên đi chứ xong con chuối không? Có người ta đóng bằng giấy. Con đóng một thanh đẩy luôn, đóng giống cái bè bình thường luôn nhưng mà nó nhỏ thôi. Ý là nó nói là đóng cho nó một chiếc tàu, nó chở bạn nó đi du lịch. Tại vì nó là tài xế mà đó, là nó kêu mẹ nó mua cho nó chiếc xe du lịch đặng nó đi mà chia như chỗ đó. Nó đầu đứa là sao đó rút cuộc rồi không? Chắc là không thực hiện hay gì nó buồn hay gì đó. Cũng có một nguyên nhân. Tại vì trước là nó chết đó, nó một câu á, nó nhậu chung với mấy bạn đó, nó cái chuyện gì tao làm cũng được mà cái chuyện nhỏ xíu tao làm không được. Mấy đứa kia hỏi thì mới muốn nấu. Con thực hiện được cái gì? Mà không biết là chuyện gì thì mình không rành. Đến chừng tìm được cái ông đó, nó liền bắt đầu mới ông nói hồi hôm có một nhỏ con gái, nó lại nó kêu tôi đóng cho nó cái chiếc tàu chở 30 đứa bạn mà thay thế bằng 30 con gấu bông. Sáng 9 giờ cho cái mẹ nó lên trả tiền. Rồi báo trước luôn. Báo cho cái ông đó. Báo cho ông đóng thuyền trước luôn. Rồi xong rồi bạn nhỏ bạn gái nó đi lên, đi với ai lên thì không biết, thì cũng kêu ông đó mới lấy cái hình ra, ông đó cũng giật mình. Nó gặp nó bằng đêm chim bao á. Hay là nghe kể là nghe. Chứ không có trực tiếp mà. Hay là nghe mọi người kể lại. Là nghe ổng kể đó. Nghe chồng của cô kể lại. Ổng kể là có thêm bớt gì không thì mình không biết. Nhưng mà có coi cái clip lúc mà thả là lúc mà mẹ nó với chị dâu nó đó, cái thuyền nó tự trâu trở lại ngay chỗ mà vớt á. Không có người mà chèo, không có gì hết trơn, mình nó chạy là có hai cái đường nước rẽ rẽ. Bà đứng bà quay rồi bà lai đó. Nó cái nghe nói trời trời mẹ coi kìa nó đi ngược trở lại kìa. Mà nghe nói là tôi thả thì nó không trôi. Mới mướn một cái ghe hay cái giỏ lãi gì đó, mấy trăm ngàn kéo đi mấy trăm mét. Thì kéo đi theo cái dòng nước của cái cầu Cần Thơ đó, sông Cần Thơ đó. Rồi mới thả ra. Nhưng mà chút xíu nó hoành trở lại. Quay trở lại phải đúng cái chỗ mà có bé lúc mà nó nổi lên. Lúc mà chỗ vớt bé đó lên đấy. Kinh quá trời luôn. Thì lúc mà kéo á, thì mình không có thấy bà quay, nhưng mà lúc mà cái mà bà đứng ở trên bờ bà quay á, lúc đó là đi chụp hồn đó về nó là hay là đi thả theo cái cầu đó đó, cầu của nó. Là thấy cái chiếc tàu đó là nó đi ngược trở lại nha. Nước người ta chảy vậy mà nó đi ngược trở lại nha. Nó ngược trở lại mà nó đi thẳng vô ngay cái chỗ đó mà bà đứng ở trong bờ đó là nó đi chỗ mà chết nó đó. Là nó trâu lại chỗ đó đó. Đúng là chuyện tâm linh không có đùa được đâu đúng không? Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đó mà nếu mà bà chưa xóa là nó còn nằm trong cái máy của ông. Là lúc đó có quay phim lại luôn hả chị? Quay bà đăng nó, tại vì cái máy của ông với bà là có kết bạn đó. Bạn đang nói chuyện đó. Là bà đăng lên mình thấy. Anh tên rồi.